Hello, chào các bác nhé. Đó thì hôm nay vẫn là tiếp tục chương trình xả kho thanh lý giảm giá. Từ gần Tết thì bên em rất là nhiều mã giảm giá và thanh lý cho bác, rất là tốt luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng để tránh việc bom hàng các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các số hotline của em trên tấm biển các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái cọ vịt màu xanh các bác. Đấy, xin lỗi các bác là cái cọ vịt nhà vệ sinh đó. Thì con cọ vịt nhà vệ sinh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ, giá chỉ có là đi 60.000 cho cái cọ vịt vệ sinh này các bác nhá. Đấy, 60.000 thôi. Đấy. Sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm là như này. Ở đây có một cái miếng dán này về các bác lắp vào dán lên tường này và hai cái chân vịt đây, các bác có thể lắp vào để dưới đất cũng được. Đó đây. Cái này thì nó rất là hiện đại này. Đấy, các bác bỏ vào là nó tự đậy nắp vào. Đấy, bỏ vào tự đậy nắp vào như này. Đó. Thì cái này các bác gắn lên tường cho nha. Đấy. Cái phần cọ này của nó thì phần trên này bằng chổi này, phần đầu này bằng silicone mềm này để luồn vào các cái ngóc ngách luôn. Đấy, hình đầu con vịt rất là ngộ nghĩnh các bác nhá và rất là đẹp. Và cọ thì rất là sạch luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là cọ vịt thôi nhá. Đấy, đây. Đây con này. Đó, rất sạch sẽ nhá. Đây, em sẽ có cái video hướng dẫn sử dụng cho các bác xem. Đây con này. Đó. Mỗi nhà nên có một cái. Đó có tấm dính để gắn lên tường với hai đầu, một đầu chổi, một đầu mỏ bằng silicone mềm có thể cọ mọi ngóc ngách. Cọ vịt có ba màu cho mọi người lựa chọn nha. Sản phẩm có trong giỏ hàng. Mọi người nhớ add cùng cầu đây sao? Nhìn nó là lạ này. Mỗi nhà nên có một cái. Đó có tấm dính để gắn lên tường với hai đầu, một đầu chổi, một đầu mỏ bằng silicone mềm có thể cọ mọi ngóc ngách. Cọ vịt có ba màu cho mọi người lựa chọn nha. Trời, cọ bồn cầu đây sao? Nhìn nó là lạ này. Mỗi nhà nên có một cái. Đó có tấm dính để gắn lên tường với hai đầu, một đầu chổi, một đầu mỏ bằng silicone mềm có thể cọ mọi ngóc ngách. Cọ vịt có ba màu cho mọi người lựa chọn nha. Sản phẩm có trong giỏ hàng. Mọi người nhớ add mã để được giảm giá và free ship nhé. Cọ bồn cầu đây sao? Nhìn nó là này. Mỗi nhà nên có một cái. Đó có tấm dính để gắn lên tường với hai đầu, một đầu chổi, một đầu mỏ bằng silicone mềm có thể cọ mọi ngóc ngách. Cọ vịt có ba màu cho mọi người lựa chọn nha. Đấy, rất là ok luôn nhá. Thì một cái bộ sản phẩm cọ vịt như này. Đấy, thì các bác cứ gắn lên tường xong đậy vào là nó sập vào nhà này thôi. Rất là tiện dụng nhá. Đó. Một bộ này có cả miếng dán luôn. Các bác gắn lên tường xong không phải ghép cái thì không phải đục khoét. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là đấy thì cái cọ vịt này bên shop bán cái giá là 60.000 một cái các bác nhá. Đấy. Quên chưa công bố giá. Đấy. 60k trong cái cọ vịt này. Các bác lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt. Đấy, cọ vịt 60k một cái các bác nhá. Đấy. 60k một cái cọ vịt này, hàng rất chất lượng luôn. Đó. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái xịt chuột các bác này. Đấy. Cái này thì nó là dạng xịt sinh học các bác nhá. Đấy. Thuốc nó là thuộc dạng là chế phẩm sinh học vừa đủ này. Đấy, để các bác dùng nó rất là an toàn cho sức khỏe con người luôn, không ảnh hưởng gì. Đấy, chỉ có con chuột thì nó bị dị ứng với cái mùi này và nó sẽ bỏ đi thôi các bác nhá. Đó, nó sẽ bỏ đi hẳn luôn. Một cái lọ xịt chuột thế này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 30k. Đó, 30k cho một lọ xịt chuột thế này các bác nhá. Đấy. Đây, xịt đuổi chuột vĩnh viễn các bác này. Đó, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Sản phẩm của nó thì tinh dầu quế này, rồi 20 chế phẩm sinh học vừa đủ này. Đấy, thì các bác cứ xịt cho em là một tuần đầu thì các bác xịt liên tục nhá. Xong đến cái tuần thứ hai thì các bác xịt cho em là 2 ngày xịt một lần các bác nhá. Đó. Đây, một lọ xịt đuổi chuột như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. 30k cho một lọ xịt đuổi chuột này các bác nhá. Các bác lên cho là xịt đuổi chuột 30k một lọ này. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái kéo cắt cành các bác nhá. Đấy, kéo cắt cành. Hàng kéo đúc các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành đen. Đó, nó đúc liền thân như này. Hàng made in Japan này các bác này. Đó. Made in Japan đúc liền thân như này các bác nhá. Hàng rất chất lượng luôn. Đấy, một con kéo cành đúc liền thân như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, made in Japan này các bác nhá. Đó, chữ khắc chìm trên thân kéo luôn. Đó. Các bác lên cho em là kéo đúc các bác nhá. Đấy, lên cho em là kéo đúc này. Đấy, lên cho em là kéo đúc đen. Kéo đúc đen. Con kéo đúc đen này thì bên em đang bán là 200k. Xả cho các bác còn là 160k nhá. 160k bao ship cho con kéo đúc đen này. Đấy. Các bác lên cho em là kéo đúc đen. 160k nhá. 160k thôi. Hàng rất chất lượng luôn coi nhá. Đó đây. Các bác này. Đó, rất chất lượng như này. Cực kỳ là ngon luôn, lò xo chữ V, cực kỳ bền đẹp chắc chắn nhá. Cắt thì cực kỳ là đầm tay luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là kéo đúc đen 160k bao ship coi nhá. 160k bao ship. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop còn một ít cái bảng tự xóa này nữa này. Đấy, còn một ít cái bảng tự xóa này nữa. Bên em còn khoảng 5-6 cái nữa. Thanh lý nốt cho các bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là bảng tô. Đấy, cái này thì bên shop lên là bảng tô các bác nhá. Đó, bảng tô đang bán là 100, xả cho bác với giá là 60k con bảng tô này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là bảng tô 60k. Đấy.
60k các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Thì em sẽ hướng dẫn sử dụng cho bác luôn nhá. Một cái bảng tô như này, nó có bút này để cho các em tô vẽ này. Thì trước khi tô ấy thì các bác mở cho em cái nút khóa bên này lên thì mới tô được nhá. Nó có cái khóa đằng sau này. Các bác mở ra, mở cái khóa đằng sau này ra nhá. Đó thì mình mới tô được. Đây, tô vẽ loạn xì ngậu luôn. Đấy, đập phá thoải mái, tô vẽ loạn xì ngậu lên, xóa này, hết luôn các bác nhá. Đó, cứ thoải mái, thỏa sức sáng tạo đi. Cho các em nó nghịch, tránh xa máy tính điện thoại này. Đấy, vẽ bông hoa hồng này, vẽ cái nhà này, nói chung là vẽ ước mơ lên đây. Đấy, có nhá. Đó, rất là nhiều luôn. Thì một cái bảng tô như này, hàng nội địa Nhật cực kỳ là chất luôn, giá thì cực kỳ là rẻ. Con này nó có pin bên trong rồi, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, có nút khóa đằng sau này. Đấy, các bác mở cái nút khóa đằng sau này ra là xong. Giá chỉ có 60k. 60k cho một cái bảng tô này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là bảng tô 60k một chiếc. Đấy. Lên cho em là bảng tô 60k nhá. Đấy, em còn mấy cái nữa thanh lý nốt cho các bác luôn. Đấy, từ dài đến cuối năm thì video thanh lý rất là nhiều luôn. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật lằng hoàng đây. Đấy, bảng tô 60k các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục còn một ít cái bộ màu vịt này nữa này. Đấy, các bác lên cho em là bộ màu vịt này. Một bộ màu vịt như này. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 180.000 một bộ này. 180.000 một bộ này. Hôm nay thì bên em cũng chỉ còn có 2 4 6 bộ nữa. 6 bộ duy nhất trong cái chương trình của năm 2022 cũ này. Đấy, còn 23 mới rồi các bác nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp em là bộ màu vịt. Bên shop thanh lý cho bác với giá là 200k, xả cho bác còn 160k. Đấy, và bao ship 160k bao ship luôn. Các bác lên cho em là bộ màu vịt. Còn mấy bộ nữa bán thanh lý hòa vốn cho các bác luôn. Đây. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm là các cái màu sáp này, màu nước, màu trì, màu bột này. Đấy, ti tỉ ngân ngẩn màu luôn. Các bác muốn sử dụng loại nào cũng được. Đấy, các thả sức cho các em tô vẽ sáng tạo quá nhá. Tô vẽ sáng tạo. Đó, thì cái bộ màu vịt này thì thanh lý cho bác với giá là 160.000. Đấy, em còn 6 bộ nữa. Đấy, còn 6 bộ nữa, 160k bao ship. Đấy, hộp của nó là hộp gỗ nhá. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình rất là ok luôn. Hộp gỗ rất chất lượng luôn. 160.000. Mã tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái liếc mài dao kim cương các bác nhá. Đó, liếc mài dao kim cương. Đang bán bao nhiêu nhỉ? Hả? 130 á? Các bác lên mã giúp cho em là liếc mài dao kim cương nhá. Đó, liếc này. Mài dao này. Đó, liếc mài dao. Cái này là được sản xuất từ kim cương nhân tạo nhá. Đó, kim cương nhân tạo, liếc mài dao kim cương. Bên em đang bán là 190.000, xả cho các bác còn là 130k. Đấy, 130k cho cái liếc mài dao kim cương này. Cái thùng dán bằng dính vàng này. 130k cho cái liếc mài dao kim cương này các bác nhá. Đây, rất chất lượng luôn. Hàng của Nhật này, Japan này các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn, Japan đây. Đó, thì hôm nay bên em thanh lý cho bác cái giá là 130.000. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, thì ví dụ như đây là con dao này. Các bác chỉ cần cầm là mình liếc qua như này là xong. Đó, liếc qua như này là dao nó sẽ sắc luôn các bác nhá. Đó, các bác chỉ cần liếc qua như này cho em là xong. Rất là ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là liếc mài dao kim cương. Đấy, liếc mài dao kim cương. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá là 130.000. Đó, 130k cho cái liếc mài dao kim cương này các bác nhá. Giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, hàng nội địa Nhật các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đây, Japan này các bác này. Đó, Japan đây. Hàng nội địa Nhật rất chất lượng luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái ly nhiệt này nữa này, cũng thanh lý nốt cho bác. Đó, còn ít nữa. Đấy. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là 80.000. Thanh lý cho bác cái giá là 60.000 cái ly nhiệt này các bác nhá. Đấy, ly giữ nhiệt này. Nó có cái loại dài và loại ngắn này. Dung tích thì bằng nhau. Đây, có loại dài loại ngắn, dung tích bằng nhau. Bên shop thanh lý cho bác cái giá là 60.000. Hàng của Nhật cực kỳ là chất lượng luôn. Hàng của Nhật cực kỳ là chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ rồi. Đây, nó có loại ngắn và loại dài như này có này. Đấy, đều là 60k một chiếc các bác nhá. 60k trên một chiếc. Đó, 60k trên một chiếc ly nhiệt này. Đấy, còn một ít thanh lý nốt cho bác qua nhá. Đó. Tiếp theo thì em thanh lý cho bác cái bánh xe các bác này. Đấy. Đây, em còn tần này thôi. Đấy, còn tần này thôi, cũng không còn nhiều quá nhá. Đấy, bánh xe Nhật này. Bánh xe Nhật đây. Rất chất lượng luôn các bác này. Đó, rất chất lượng như này. Có lấy khóa hết này. Đấy, có khóa luôn. Khóa chống chạy luôn nhá. Đó. Cái này đang bán 25.000, thanh lý cho bác cái giá là 15k một chiếc này. 15k một chiếc, cuối năm thanh lý dọn kho. 15k một chiếc bánh khuê xe này. Đấy, chiều cao của nó là 5cm, đường kính này của nó là 4cm, chiều này cũng là 4 này. Đấy, chiều cao này bánh là 4 này, chiều này là 4 này và chiều cao tổng thể của nó là 5cm. Đấy, giá của nó là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc thôi. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. 15k một chiếc này. Đó, các bác lên cho em là bánh xe. Đấy, bánh xe Nhật 15k một chiếc coi nhá. Đó. Rồi, ok. Bán là 880.000.
Đấy, các bác lên xem là bộ nồi Đức 6 món này. Đó. Bộ nồi này, đấy, nồi Đức này, đấy. Bộ nồi Đức này, đấy. 6 món nhá, bộ nồi Đức 6 món. Bên em đang bán là 880k, xả cho bác còn 850k. Đấy, 850k là bao ship, đấy, 850k bao ship. Bộ này thì bên em yêu cầu là chuyển khoản cọc trước, đấy. Bắt buộc phải cọc trước thì bên em mới đi hàng nhá. Cọc trước là 100k, đó. Cái này là bắt buộc nhá, đó, bắt buộc. Bác nào lấy thì phải cọc thôi. Đấy, chứ bên em thì không có ý kiến gì cả, bắt buộc phải cọc. Còn bác nào mà chuyển khoản hết, đấy, chuyển khoản hết thì bên em bán cho bác với giá đó là 800k. 800k và bao ship thôi nhá. Đó. Nếu bác nào chuyển khoản hết thì bên em bán 800k và bao ship, còn chuyển khoản cọc thì là tính các bác với cái giá là 850.000. Đấy. Các bác nào là chuyển khoản hết, đấy. Chuyển khoản này. Chuyển khoản hết coi nhá. Đấy thì bên em bán các bác cái giá là 800k. 800k và bao ship coi nhá. Đó. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em bán là 800k bao ship. Còn con này bên em là bắt buộc phải cọc. Bắt buộc cọc thì các bác cọc cho em 100 thì bên em tính cho bác cái giá là 850.000. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết cho các bác xem cái bộ này. Đó. Bộ này thì nó là dòng siêu chất lượng rồi. Bên shop em cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, hàng của thương hiệu Đức con này, hàng của Đức đây. Đấy, các bác quan sát này. Đây. Germany quá nhá. Đấy, design in Germany này quá nhá, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Đó. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra thanh toán nốt đấy. Còn kể cả các bác chuyển khoản rồi thì bên em cũng vẫn bảo hành. Lỗi lầm gì thì bên em đổi mới cho các bác. Đây, rất chất lượng luôn. Những cái bộ dao như này. Đây, Germany các bác này. Đó, design in Germany, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ là hợp lý cho các bác. Một cái bộ nồi 6 món như này. Đó, một cái bộ nồi 6 món chất lượng như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 850.000. Bác nào chuyển khoản hết thì 800. Đấy. Nó sẽ bao gồm là hai cái nồi 2 lít thì trong cái bộ 2 lít này thì nó sẽ có một chiếc qua như này. Đấy, một chiếc qua như này. Trong cái bộ 2 lít ấy thì nó sẽ có là đi một cái nồi 2 lít như này và một cái nồi 2 lít lệch quai các nhá. Đấy, lệch quai. Hàng thì là hàng đế 5 lớp. Đun được tất cả các loại bếp luôn. Đó, bếp từ bếp halogen, bếp hồng ngoại đây. Đế của nó là 5 lớp như này. Đấy, hàng tem là chuẩn tem luôn các bác nhá. Bếp từ bếp halogen, bếp hồng ngoại, đun được hết các loại bếp luôn các bác nhá. Đó. Tất tuốt các loại bếp cho các bác luôn. Đó. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ rồi các bác nhá. Giá cực kỳ là hạt rẻ rồi. Đun được tất các loại bếp luôn. Đó. Đây. Tiếp theo là đến cái 3 lít các bác. Con này là 3 lít các bác nhá. Đấy. 3 lít rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng của hãng. Đấy. Các bác xem. Chữ dập chìm hết quá nhá, chữ dập chìm hết, đế 5 lớp, rất chất lượng luôn. Đó. Tiếp theo là đến một cái con 4 lít này. Đấy. 2 lít là 2 chiếc này, 3 lít 1 chiếc, 4 lít 1 chiếc và 1 chiếc là 5 lít quá nhá. Đó, 1 chiếc 5 lít. Của nó thì nắp của nó đều là bằng nắp của nó 100% là đều bằng kính cường lực hết nhá, bằng kính cường lực hết, rất chất lượng luôn. Đấy, dùng cực kỳ là an toàn luôn nhá. Nắp của nó 100% là kính cường lực hết thôi nhá. Đó. Thì các bác thao hồ thoải mái sử dụng luôn. Đó. Nó sẽ có cái dòng là 3 lít này. Đấy. 4 lít này. Đấy. 3 lít, 4 lít và 5 lít. Đây, con này là con đại này. 5 lít này. Dày con luôn các nhá. Đó. Siêu dày luôn các nhá. Con luôn các bác. Đấy. Đây con này. Đó. Rất dày luôn, các bác thấy không? Đây. Rất dày luôn các bác này. Đó. Đế 5 lớp siêu dày luôn. Đây. Đấy, đế của nó 5 lớp này. Các bác nghe cái tiếng em gõ nó lì như này là các bác biết cái độ dày của nó này. Rất là dày luôn. Tiếng kêu thì cực kỳ là trong và sạch các nhá. Đây, hàng của hãng này, logo của hãng này. Đấy, Beijing các bác này. Đó, rất chất lượng luôn. Các nhá. Đó. Tiếp theo là đến một con chảo này. Đấy. Hàng của nó thì đều là thuộc cái phân khúc gọi là hàng đây, phân khúc gọi là hàng hãng hết quá, rất chất lượng luôn. Chảo cũng có nắp luôn. Chảo có nắp chống dính luôn các nhá. Đây. Chảo của nó đây. Đấy, có nắp chống dính luôn các bác này. Đó. Tem mác đàng hoàng. Đây. Germany các bác này. Đó, tem mác đàng hoàng. Chảo trắng đá chống dính. Chảo này đường kính của nó là 27cm, có nắp luôn. Đấy. Bây giờ các bác mà ra mà chợ mà mua cái chảo này không thôi cũng đã phải mất cả mấy trăm nghìn rồi. Đó. Thế mà cả một cái bộ chọn gói đẹp đẽ như này. Đấy. Bên shop chỉ gửi tới các bác cái giá đó là đi đây. Đấy. Một bộ của nó là 6 món như này các bác. Đấy. Bộ của nó là 6 món như này. Đấy. Bao gồm đây, chất chưa, các bác thấy không? Đấy. Rất chất lượng luôn. 6 món như này. Đấy. Bao gồm là ba cái chảo này, đấy, à một cái chảo này, ba cái song này, bốn cái song tất cả, đấy, năm cái song tất cả, một chảo năm song, đấy, một cái bộ của nó 6 món như này nhá, đấy, bộ 6 món như này, đây, đấy,
hai con này là 2 lít này, hai con này 2 lít. Đấy, con này thì là cái chảo này, con này 3 lít, con này 4 lít, con này 5 lít. Đó, chất lượng chưa? Các bác thấy chất lượng không? Đấy, bộ nồi 6 món này. Giá của nó là đi nếu các bác chuyển khoản cọc thì là 850.000, chuyển khoản hết thì em tính cho bác cái giá là 800k. Đấy, chuyển khoản là 800k. Đó. Rồi ok. Rồi các bác lên cho em là này là túi da bò nhé. Đó, túi da bò. Đấy, túi da bò. Đấy, có màu xanh. Đấy, màu xanh và màu xám. Bác nào lấy màu nào thì màu lấy thôi nhá. Đó. Giá là 200k và bao ship 200k bao ship cho cái mẫu túi da bò này. Túi da bò có màu xanh, màu xám. Đây. Thì có hai màu rất khác nhau luôn các bác nhá. Đấy, màu này là màu xanh này. Đấy, hai màu em đặt cạnh nhau là nó sẽ rất khác biệt các bác nhá. Đó. Màu này màu xanh, màu này màu xám. Con này thì chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên hết các bác nhá. Chất da thì siêu mềm luôn. Đây các bác quan sát này. Đó. Chất da nó phải mềm như này. Ném cho cái biển chứ mà. Đấy, chất da nó phải mềm như này mới được. Đấy. Đấy, chất da nó phải mềm các bác nhá. Đó, phải mềm thì nó mới là da xịn. Thứ hai là khóa bằng đồng và thứ ba là ưu điểm của nó là rất là nhiều ngăn. 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Đấy. Và một ngăn to này nữa này, là 5 ngăn. Đấy, bên trong lại một ngăn không có khóa, một ngăn có khóa nữa là thành 7 ngăn. Đấy, 1 2 3 4 này. 6 ngăn các bác nhá. Tổng là 6 ngăn luôn. Có quai sách rất lịch sự này. Ngoài ra thì nó có cả quai đeo luôn. Quai đeo của nó cũng trần da hết các bác nhá. Đấy. Từ những quai đeo nó đã khẳng định được thương hiệu rồi các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Tất cả 100% là phụ kiện là bằng đồng các bác nhá. Đấy. Phụ kiện bằng đồng hết các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, quai đeo như này. Đấy, rất là chất lượng xịt sò luôn. Đây các bác thấy không? Đó, khẳng định đẳng cấp luôn. Các bác thấy không? Đây. Không thích đeo thì xách, mà bố mày không thích xách thì bố mày đeo. Chúng mày làm gì được, đúng không? Đây. Các bác nhá. Đó. À, về các bác xem cái khóa này các bác để bảo hỏng không phải đâu. Nó khi nó máy thì nó bao giờ nó phải để ở giữa thì các bác kéo sang hai bên là nó sẽ ngon thôi. Đấy, nhiều bác về thấy cái khóa ở giữa này mà chết mẹ rồi, hỏng rồi. Bây giờ khóa ở giữa này làm ăn thế nào? Đây. Đây các bác cứ mở ra lại đóng lại là xong, không thì các bác xé nó ra. Đấy, rồi các bác đóng lại là nó sẽ đi lại từ đầu nhá. Khi nó máy thì nó sẽ để ở giữa như này. Thì các bác kéo ngược trở lại, sau đó thì mở ra. Không mày là bảo mày nhé, đưa cho tao cái khóa hỏng rồi các bác nhá. Đó. Đây, rất ngon như này các bác này. Có hai màu, màu xanh và màu xám. Đấy, màu xanh, màu xám như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là túi da bò xanh xám này, 200k và bao ship. Bác nào lấy màu xanh thì lấy, mà lấy màu xám thì lấy. Đây, em sẽ đeo lên cho các bác xem này, rất chất chơi luôn các bác nhá. Đó, quan sát nhá. Đó. Đây, em sẽ đeo lên cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, con này thì nó có thể thả ra thả vào được. Các bác dùng để đi chơi, đi du lịch thì cũng rất là ok. Đây. Con túi rất là đẹp luôn, rất nhiều ngăn. Quai đeo, quai sách rất hoành tráng các nhá. Đấy. Ngăn nhiếc mà ra của nó rất là đẹp luôn các nhá. Đấy. 100% của nó là da hết các nhá. Đấy, 100% của nó là da bò tự nhiên hết, rất đẹp luôn. Giá thì cực kỳ hàn rẻ. Một con túi như này. Rất ngon lành cành đào như này. Giá chỉ có 200k. 200k các nhá. Đó, các bác lên mã giúp cho em là túi da bò thì bên em có hai màu, màu xanh và màu xám. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em. Đây, hai màu, màu xanh, màu xám như này các nhá. Các bác lấy mẫu nào thì liên hệ trực tiếp để bên em chốt đơn cho các bác coi nhé. Đó, chốt đơn cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mẫu túi đeo bụng này. Đây, con túi đeo bụng này thì nó cũng rất là ngon. Con này thì các bác có thể là thắt vào bụng cho em này. Đấy, ở đây thì cái khuy này các bác có thể điều chỉnh to nhỏ ở đây các bác này. Đấy, thắt nó lại này. Sau đó thì các bác sập vào. Con này thì các bác mua để đi chơi, đi du lịch, cà phê, cà pháo anh em. Đấy, ví dụ nó lỏng thì các bác cứ thế các bác siết cái này vào là xong. Đây, đây con nó có cái đai này. Đấy, các bác cứ thế các bác siết ngược cái này là nó vào này. Đó. Càng đét luôn các bác nhá. Đấy, càng đét luôn, các bác thấy không? Rất ngon lành luôn. Đeo bụng rất ok các bác này. Đó. Thì cái này các bác cũng có khá là nhiều ngăn luôn. Tất cả của nó là con này thì em chỉ có mỗi màu da bò thôi. Và nó bằng đồng các bác nhá. Khóa bằng đồng hết này. Đấy. Những cái ngăn nhỏ này thì các bác để các cái giấy tờ linh tinh, điện thoại liên tiếp. Còn ngăn to này thì các bác cho tiền vào đây cho em. Đấy. Cái này các bác cũng phải bỏ mấy trăm triệu đấy các bác. Đấy, tiền 500 các bác cứ bỏ vào đây cho em 500 triệu là ok. Anh em cầm đi chơi, đi du lịch. Đấy, đi tán gái. Mấy cái ngăn nhỏ nhỏ thì các bác có nhẫn vàng, nhẫn biếc. Đấy, nhẫn vàng, nhẫn biếc thì các bác bỏ vào đây cho em. Đó, có nhẫn vàng, nhẫn biếc, nói chung những ngăn nhỏ nhỏ này thì các bác bỏ những cái phụ kiện. Đấy. Đấy, còn ngăn to này các bác bỏ cái to nhá. Đó. Cái túi đeo bụng này thì bên shop đang bán cái giá là 180.000. 180.000 và bao ship luôn nhá. Đấy, túi đeo bụng rất chất lượng luôn. Đấy, một cái con túi đeo bụng cực kỳ là chất và xịn sò như này các bác này. Giá thì rất là hạt rẻ rồi. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó, da bò tự nhiên, siêu mềm luôn. Đó. Một con túi như này các bác nhận là không thể chê được. Các bác nào chê thì em cho về, không quan trọng các bác nhá. Đó, nhận hàng kiểm tra thanh toán.
kiểm tra thoải mái đi. Đấy, khóa quyết ngon lành đi. Đến lúc nhận rồi xong các bác lại bảo ý kiến là hàng hỏng, hàng lỗi rất là mất công. Cho nên các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán coi nhá. Đó. Đây, rất là ok ngon lành luôn. Đấy, màu này màu xanh, màu này màu xám. Các bác lên cho em là túi da bò nhá, túi da bò. Đấy, màu xanh hoặc màu xám, 200k bao ship. Còn cái mã này thì các bác lên cho em là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng 180k. Lên cho em là túi đeo bụng luôn nhá. Đó, túi đeo bụng. Túi đeo bụng. Đấy. 180k. 180k cho cái mã túi đeo bụng này các bác nhá. Đó. Cũng rất chất lượng luôn. Đó, rất ok ngon lành luôn. Mã tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bọc thức ăn thôi nhá. Đó. Cái này là bọc thực phẩm. Các bác lên cho em là bọc thực phẩm để tránh nhầm với lại găng tay cái kia. Đấy, lên cho em là bọc thực phẩm nhá. Đó. Bọc thực phẩm này. Đó. Bọc thực phẩm. Cái này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bọc thực phẩm như này. Giá của nó là 25k. Đấy, một bịch này của nó là từ 80 đến 90 cái nhá, 80 đến 90 cái. Đấy. Các bác lên cho em là bọc thực phẩm 25k một bịch này. Bịch thì từ 80 đến 90 cái. Rất là ngon lành và tiện dụng cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình, đặc biệt là những ngày Tết như này. Đấy. Cái này của nó thì nó siêu tiện dụng luôn. Đây, nó chỉ nhỏ nhỏ như này thôi. Ưu điểm của nó là các bác không cần phải dùng tay cắt cớ gì cả. Đấy, có một cái đĩa thức ăn thì các bác bọc nó vào là xong. Hàng này thì nó khá là to, cho nên là các bác gần như bọc được hết các loại đĩa. Bọc được hết các loại đĩa thôi nhá. Đó, nó rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 25k cho một cái bọc thực phẩm này. Có lên cho là bọc thực phẩm 25k. Đó, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái khăn lau bát. Qua lên cho là khăn lau bát này. Đó. Khăn lau bát. Khăn lau bát này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khăn lau bát như này. Giá của nó là đi 25k. Đấy, 25k thì bên em xả cho các bác còn là 20k một bộ này. Đấy, 20k một bộ này thôi. Một bộ khăn lau bát của nó là 10 chiếc các bác nhá. Đấy, một bộ này của nó là 10 chiếc. Về các bác tha hồ mình lau dọn cho gian bếp nhà mình rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy các bác nhá. Đó. Lau dọn cho gian bếp nhà mình. Rất là ngon lành và tiện dụng như này. Đấy các bác nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là khăn lau bếp. Đấy. Khăn lau bếp, một kích thước của nó là 14 nhân với lại 10. 14 nhân 10. Đấy. 1 2. Đấy, một tập của nó là 10 cái 20.000. Tức là tính ra là các bác mua chỉ có mất có 2.000 một cái khăn như này. Quá rẻ luôn. 2.000 một chiếc khăn như này. Đấy, về Tết nhất các bác lau bàn ghế, lau bếp giáp rồi thực phẩm thức ăn, nói chung là rất là rẻ và tiện dụng. Đấy, nhà các bác có cỗ cũng được, các bác cứ xẻ ra mỗi bàn một chiếc như này cho em. Đấy, mỗi người tục về cái lô cưa gấp của Nhật các nhá. Đó, cưa gấp của Nhật như này. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó là 70k một chiếc các nhá. Đó. Các bác lên cho em là cưa gấp Nhật 70k một chiếc các nhá. Đó, 70k một cái. Bác nào lấy từ 3 cái trở lên thì bên em tính cho các bác cái giá 200 và bao ship một con cưa gấp cực kỳ là chất luôn. Đó. Một con cưa gấp cực kỳ là chất như này. Đấy, các bác có thể xem và tham khảo các nhá. Nó rất chất lượng luôn. Đấy. Gấp ra gấp vào cực kỳ là ngon luôn. À, đường kính của nó là đi chiều dài của nó là 30cm nhá. Đấy. Gấp ra gấp vào tanh tách luôn. Nó là thuộc cái dạng cưa mở hạt bòng như này các bác này, cưa mở hạt bòng như này. Thì khi mà các bác dùng thì nó rất là ngon. Đây. Đấy, nó có cái phần mở hạt bòng như này thì cây mà nhiều mùn hoặc là nhiều dựa thì nó sẽ đọng một cái phần này và các bác cưa nó sẽ rất là nhàn nhá, rất là nhàn. Ưu điểm của nó là gấp gọn được, bỏ vào túi quần, túi áo được và mang đi mang lại được, đặc biệt là phục vụ cho anh em chiến nhà vườn các kiểu là rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên cho em là cưa gấp này, 70k một cái. Đấy, bác nào lấy từ 3 cái trở lên bên em tính giá 200 và bao ship các nhá. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái găng tay thức ăn các nhá. Đó, lên cho em là găng tay này, đó. Găng tay thức ăn. Đó, lên mã giúp cho em là găng tay thức ăn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 30k một hộp các nhá. 30k trên một hộp. Bác nào lấy từ 5 hộp trở lên là bên em sẽ bao ship. Đó, cho loa trong đi các bạn. Đấy, 30k một hộp. Bác nào lấy từ 5 hộp là bao ship các nhá. Đó. 5 hộp. Đó. 5 hộp là bao ship. Đó các bác nhá. Đó, 5 hộp là 150k và bao ship. Hộp này của nó là 200 cái nhá. 200 cái. Hàng của Nhật các nhá, hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Đó, thì đây là cái sản phẩm của nó trong hộp như này các bác này. Đó, trong hộp như này. Đấy, rất chất lượng luôn nhá. Nó rất chất lượng luôn. Đây. Đấy, đồng hồ Helen đấy. Đây nhá. Đó. Đây các bác nhá. Đó. Đây con này, đó, đây các bác nhá. Đó. Thì cái này của nó là free size, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé phụ dụng được hết. Các bác sử dụng để làm đồ ăn hoặc là vệ sinh rồi nói chung là làm cái gì cũng được. Nó rất là tiện. Nó mỏng, mình dùng một lần rồi mình vứt đi.
và giá nó rất là hợp lý các bạn nhá. Đấy, chỉ có 30.000 cho một cái hộp của nó là đi 200 chiếc các bạn nhá. Đấy, 30.000, hộp của nó là 200 cái các bạn này. 200 cái như này, các bác tha hồ sử dụng luôn. Đó, hàng nội địa Nhật rất chất lượng. Thì các bác lên cho em là găng tay các bạn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là găng tay. Bên shop đang gửi tới các bác với cái giá găng tay thức ăn. Đấy, một hộp như này, giá của nó chỉ có 30k, giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đấy, 30k cho một hộp găng tay thức ăn này. Các bác mua một hộp này em đảm bảo với các bác là nếu về dùng gia đình chắc phải 2 năm mới hết các bác nhá. 2 năm mới hết. Đó, hộp 200 chiếc. Mã tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái sản phẩm cái bộ lưỡi kem các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem. Đấy. Bộ lưỡi kem. Đấy. Bộ lưỡi kem, bên shop đang gửi tới bộ này là 35 lưỡi nhá. Bộ lưỡi kem 35 lưỡi. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70k. 70k trên một bộ này. Đấy, bác nào lấy từ 3 bộ là bằng 200. 200k và bao ship, 3 bộ là bằng 200k và bao ship các bác nhá. Một cái bộ lưỡi kem như này. Đó. Thì sản phẩm của nó sẽ là bao gồm là một cái giá này, một cái tay cầm như này. Đấy, tay cầm như này các bác này. Đấy, ở đây thì nó đã lắp sẵn một lưỡi rồi. Và đây thì một cái hộp này của nó bao gồm là một hộp này của nó bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 7 vỉ nữa. 7 vỉ, mỗi vỉ này là đi mỗi vỉ này của em là đi 5 lưỡi, 5 7 là 35 các nhá. Đấy, bao gồm là 35 lưỡi. Đấy, 35 lưỡi. Đấy, một hộp này của nó là 35 lưỡi. Đấy, thì một bộ này của nó là 35 lưỡi các bác nhá. 35 lưỡi và giá bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 70.000 và các bác sẽ được tặng kèm thêm một lọ kem như này nữa. Đấy. Quá rẻ luôn này, còn được quà tặng nhá. Đấy. Cái này cạo thì hơi bị sắc luôn. Lưu ý các bác mua là hàng chính hãng là phải có chữ in ngoài như này nhá. Đấy, của Guile này. Đấy, Guile. Đấy. Và có chữ bên ngoài như này. Còn nếu các bác mua cái hàng nhái ấy, của nó thì nó chỉ có màu trắng không thôi, nó không có chữ đâu. Cái đấy cạo không cạo đâu nhá. Đấy, cạo nó không ra gì đâu. Đấy. Cái này thì nó còn sắc còn cạo được, chứ cái kia là cạo không ra gì đâu. Cho nên là các bác đấy, cân nhắc tiền nào của đấy thôi, nó cũng hợp lý cho các bác thôi các bác nhá. Đó. Thì một bộ lưỡi kem như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000. Bác nào lấy từ 3 bộ trở lên thì bên em sẽ bao ship. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem 35. Đấy, 70k. 3 hộp là bằng 200. Bên shop sẽ bao ship tới tận nhà cho bác luôn. Đó, mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay. Đó là bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái treo quần áo. Lưu ý các bác là cái này nó rất là cồng kềnh, tiền ship mất rất là nhiều. Cho nên là các bác cân nhắc trước khi mua hàng, tránh cái việc là gửi đến không nhận xong là bên em gửi đi gửi về nó mất công. Đấy, và mất tiền ship oan khổ thân em ra không nhá. Tết nhất đến nơi rồi. Đấy. Chỉ có bán hàng để kiếm cái chuyến du lịch châu Âu cho 4 người thôi, chứ không có kiếm nhiều các bác nhá. Đó, đây. Các bác xem em xoáy vào này. Đó. Rút ra của nó là được vào khoảng là 1 là đấy. Đấy. Mét 2 là đi thành mét 4 các bác. Đấy, rút ra của nó là 1m4. 1m4 rồi, với lại người các bác thấp nhất thì cũng phải là 1m5 nữa. Như vậy là thành 3m. Thì các bác phơi thì nói chung cũng chỉ tầm 3m là hết đài rồi. Đấy, cái này của nó thì là bằng hợp kim này. Còn cái thân này của nó bằng inox này. Đấy. Các bác có thể xoáy cái này để tùy chỉnh độ dài nhá. Nó không nhất thiết là phải dài như thế, mà tùy theo cái mức độ phơi của các bác. Nhà các bác ngắn thì các bác phơi ngắn, dài các bác phơi dài. Nhưng mà tối thiểu của nó là 70cm như này, 70, hơn 70 một tí thôi nhá. Đấy, tối thiểu của nó đây. Đấy, hơn 70 một tí. Hàng thì cực kỳ chất luôn, nói chung là hàng của Nhật thì không thể chê được. Đấy, một cái con gậy phơi đồ như này, bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là một con gậy phơi đồ như này. Giá của nó là 100k. Đấy, 100k đã bao gồm phí ship các nhá. Đó, 100k. Đấy, có lên cho em là gậy phơi đồ các nhá. Đó, gậy phơi đồ. Gậy phơi đồ nhá. Đó, gậy phơi đồ. Bên shop gửi tới các bác cái giá là 100k. 100k cho cái mã gậy phơi đồ này các bác nhá. Các bác có thể xem tham khảo cũng như là mua hàng. Đấy, cân nhắc trước khi mua để tránh việc bom hàng nhá. Cái này hàng nó rất là cồng kềnh, đóng gói và vận chuyển rất tốn kém các bác nhá. Đó. Tiếp theo là các bác lên mã giúp cho em là bên shop về cái mã sản phẩm đó là cái găng tay bông. Các bác lên mã giúp cho em là găng tay bông. Đó, găng tay bông. Đó, găng tay bông. Bên shop đang gửi tới các bác một cái đôi găng tay bông như này. 60.000 à.
60.000 găng tay bông à bạn? Đấy, găng tay bông 50k trên một đôi nhá, 50k một đôi. Bác nào lấy từ 3 đôi trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đây. Đấy thì nó sẽ là sản phẩm đựng trong một cái túi như thế này. Đấy, về các bác giở ra là sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện. Thứ nhất là con này của nó tương đối là dài. Ở bên trên thì có dây chun như này để tránh việc rơi. Đấy, và bên dưới thì nó được lót bông hết ở bên trong nhá. Đấy. Nó lót bông hết, lót nỉ hết cho nên là đây, lót bông trắng này các bác này. Đấy, khi bác dùng thì rất là ấm. Đấy. Mùa đông này thì miền Bắc thì rất là lạnh. Buổi sáng hoặc buổi tối mà rửa bát thì ối giời ơi các nhá. Buổi trưa thì cũng rất là lạnh luôn. Thì các bác cứ đeo vào như này cho em. Đó. Một cái đôi găng tay như này. Đấy, đeo vào rửa tay, rửa bát, đũa rất là tiện. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Một cái đôi găng tay như này, giá của nó chỉ là 50k cho một đôi găng tay bông như này. Bác nào lấy từ 3 đôi trở lên thì bên em sẽ bao ship thôi nhá. 3 đôi là bao ship cho bác luôn. Đó. Rồi, ok. Vâng, cái mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop Phạm Huấn tiếp tục về cái lô đó là cái đèn nhót các bác nhá. Đấy. Thì cái mã này các bác lên mã giúp cho em là đèn nhót, một con đèn nhót như này. Bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 70.000 à? Hả? 70.000 cho con đèn nhót này các bác nhá. Đấy, con này rất là tiện luôn. Nó có cả cảm ứng luôn các bác nhá. Đây. Đấy, có cả cảm ứng luôn. Đây. Gảy qua là lên, gảy qua là tắt này. Đấy. Độ sáng của con này thì nó vừa phải thôi, tại vì nó là thuộc dạng đèn nhỏ, đèn nhót mà các bác. Đèn nhót mà, cho nên độ sáng nó vừa phải các bác nhá. Đó, độ sáng vừa phải. Thì con này nói chung là dùng cũng rất là tiện. Bật hết lên. Đấy, dùng rất là tiện luôn, tắt mấy quả bên kia đi. Đấy. Dùng rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy, nhỏ xinh. Các bác có thể tắt tự động. Thì về các bác lắp dây vào cho em này. Thứ hai là khi các bác dùng ấy thì lưu ý các bác là khi mà mình sử dụng ấy thì con này nó rất là nhỏ gọn cho nên là các bác có thể mang đi bỏ túi. Đặc biệt là anh em nào hay đi làm ban đêm hoặc là đi chợ đi búa mà có con này thì nói chung là rất tuyệt vời đấy. Đấy, thực sự ra là ngày xưa em cũng làm ban đêm rất là nhiều mà có con này mà cầm tay hoặc là đeo lên đầu thì rất là tiện. Đấy, đi mua hàng mua hóa ban đêm. Đấy, đi chợ đêm giếc rồi nói chung là rất là tiện luôn. Đây. Đấy, có quay đeo như này. Đây em sẽ đeo lên cho bác xem này. Đó, đây, em sẽ đeo cho bác xem. Đây các bác nhá. Đó, em đeo lên này. Đấy, chào các bác nhá. Đây em đeo lên này. Đấy. Nó cảm ứng như này. Các bác chỉ cần gạt qua này nó tắt này. Đấy, khi các bác có công có việc mà mình cần sử dụng thì mình bắt đầu là gạt qua này nó lên. Đó, sáng chưa? Đấy, nói chung là cũng tương đối các bác. Đấy. Có thể ngửa lên ngửa xuống được. Đấy, anh em đi mua bán chợ đêm, chợ giếc hoặc là làm công việc ban đêm thì cần con này. Hoặc là để đánh cá đánh tép. Đấy, rất là tiện. Sáng của nó thì nói chung là nó cũng chỉ được vài ba tiếng thôi. Chứ nó nhỏ này thì không được lâu. Nhưng mà đổi lại rất là tiện anh em ạ. Đấy, rất là tiện các bạn. Đó, đây. Đấy. Cảm ứng như này rất là tiện. Có tặng kèm dây sạc không nhá. Về các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, nó có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy, cũng đầy đủ chế độ luôn. Lên mã cho em là đèn nhót, con này bên shop. Bán cho bác cái giá là 70.000, đấy các bác nhá. 70k thôi cái mã đèn nhót này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn nhót 70k. Rất chất lượng luôn. Đấy, 70k con đèn nhót này thôi. Đây bác nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là đèn nhót này. Đấy. Bỏ anh cái ghế tí. Đèn nhót này. Đấy, đèn nhót. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá là 70k. 70k cho một chiếc đèn nhót này các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái vít DeWatt các bác nhá. Đấy. Vít của hãng DeWatt con này. Đó. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là đi đây. Đấy. Con ngắn này là 10.000, con nhỡ là 15.000 và con dài là 25.000 các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mũi vít DeWatt nhá, mũi vít DeWatt. Đấy thì bên em sẽ bán theo bộ. Nếu mà một bộ của nó, nếu các bác mua lẻ thì con ngắn này là 10.000, con này là 7 sen. Đấy. Con nhỡ này là 15.000 và con dài này là 25.000 các bác nhá, 25.000. Đó. Còn đây là cái mũi bán tôn này. Mũi bán tôn này thì là 40.000 một mũi. Mũi bán tôn các bác nhá. Đó. Và các bác mua theo bộ thì nó sẽ là hai dài, hai nhỡ. Đấy. Hai dài hai nhỡ và 6 ngắn thì bên em sẽ gửi tới các bác cái giá đó là đi hai dài hai nhỡ 6 ngắn. Bên em gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 130.000 và bao ship cho cái mã hai dài hai nhỡ và 6 ngắn các bác nhá. Đó, hai dài hai nhỡ và 6 cái vít ngắn như này. Giá chỉ có 130.000. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là vít DeWatt hoặc là vít vàng các bác nhá. Các bác lên mã cho em là vít vàng tại vì đây nó có màu vàng cái này. Đấy, lên mã cho em là vít vàng 130k. Đấy. 130k cho một vỉ này, 130k cho 10 cái 130k và bao ship, giá cực kỳ hợp lý luôn. Nếu các bác mua lẻ thì là 10.000 cái bé, 15.000 cái nhỡ và 25.000 cái dài. Đó, thì vậy là nếu mua lẻ là hành nguyên cái dài này, hai cái dài này đã mất là đi
50.000, 50.000 với lại hai cái bé này 30.000 là 80.000 rồi. Đấy, 80.000 với lại hai cái nhỡ này 10.000. Một cái nữa là vào đi 100, vậy là các bác dư ra được hẳn 4 cái. Đấy, dư ra hẳn 4 cái mà không mất tiền ship. Nói chung là giá hợp lý. Mã tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái xịt giày em nhá. Các bác lên mã giúp cho em là xịt giày này. Đấy. Cái này để xịt giày. Các bác lắc lên cho em. Đó, sau đó các bác xịt lên này. Đó. Xịt ra như này. Cái này của nó là bằng dạng kem hương chanh. Thì khi các bác xịt ở trong giày ấy, xịt xịt giày sau đó thì các bác đánh đi là nó sẽ sạch. 120.000 cho một lọ xịt giày này và bao ship luôn nhá. Đấy thì đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Đấy, đây các bác nhá. Xịt có tí thôi mà cái bọt của nó phồng lên rất là nhiều. Cái mùi của nó tôi thấy giống hương chanh em ạ. Mà cái bọt này hay nha, đánh tới đâu là tan tới đấy. Đánh xong cảm thấy sạch thì anh em lấy khăn lau đi. Và đây là kết quả này anh em. Tôi thề luôn là nó cực kỳ sạch anh em ạ, mà còn không bị ướt giày nữa cơ. Tôi thử lên cả luôn đôi giày hai chạy bộ của tôi. Công nhận nó sạch cả test luôn, cả cái chỗ khó vệ sinh nhất là cái phần vải này nha anh em. Mấy chỗ này cực kỳ là cứng đầu luôn đấy. Trà chỗ này thì hơi khó một chút anh em ạ. Và đây là thành quả. Nó sạch được luôn anh em ạ, cực kỳ xịn luôn. Con này mua về thì tôi thấy có một cái bình xịt, một cái bàn chải và một cái khăn để test cho anh em xem. Xịt có tí thôi mà cái bọt của nó phồng lên rất là nhiều. Cái mùi của nó tôi thấy giống hương chanh anh em ạ. Mà cái bọt này hay nha, đánh tới đâu là tan tới đấy. Đánh xong cảm thấy sạch thì anh em lấy khăn lau đi. Và đây là kết quả này anh em. Tôi thề luôn là nó cực kỳ sạch anh em ạ, mà còn không bị ướt giày nữa cơ. Tôi thử lên cả luôn đôi giày hai chạy bộ của tôi. Công nhận nó sạch cả test luôn, cả cái chỗ khó vệ sinh nhất là cái phần vải này nha anh em. Mấy chỗ này cực kỳ là cứng đầu luôn đấy. Trà chỗ này thì hơi khó một chút anh em ạ. Và đây là thành quả. Nó sạch được luôn anh em ạ, cực kỳ xịn luôn. Con này ngon nha anh em. Ông nào cần thì bấm. Đấy con này ngon nha anh em. Đó con này thì bên shop đang bán với cái giá là 120k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là xịt giày khô thôi nhá. Đó xịt giày khô, tại vì bên em có cái mã là xịt hôi giày, xịt giày khô. Đấy coi như con này nó là thuộc dạng là giặt giày nhưng mà để giặt khô đấy. Thì lên cho em là xịt giày khô. Bên shop đang gửi tới bác giá là 120k bao ship. Mã tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy Tết nhất đến nơi rồi, các bác mua về làm đẹp. Đấy, tỉa lông mũi, một hộp như này, hàng tem mác chữ nhật hết các bác này. Đó, tem mác chữ nhật hết đây. Đấy, một cái tỉa lông mũi như này, bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Chỉ có 50k nhá, 50k cho một cái tỉa lông mũi này. Đây. Đấy, rất chất lượng luôn. Bác nào lấy từ 2 chiếc trở lên là bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đấy, bán thanh lý cho các bác. Đây. Đấy. Các bác chỉ cần là cắt đưa vào mũi là mình cắt xong. Cái này nó không bao giờ sợ bị thương. Đấy, sợ bị chảy máu, tại vì cái này là cái phần bánh xe, cái cánh chém của nó là bên trong cho nên rất là tiện các bác nhá. Đó. Thì một hộp như này. Đấy một chiếc như này, giá của nó là 50.000 các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là tỉa lông mũi 50k. Rồi ok.